Chào mọi người, hiện tại thì Minh Tú đang đứng trước Hoa Nhật Lan Bungalow. Thì đây là một những cái hình thức khách sạn khác, đó là được xây dựng theo cái kết cấu bungalow. Nó sẽ là những ngôi nhà nhỏ, riêng biệt với nhau, không có chung vách với bất kỳ cái ngôi nhà nào khác. Thì một cái đặc điểm nổi bật của những cái bungalow đó chính là có một cái không gian cây xanh rất là lớn. Khi chúng ta ở trong những cái bungalow như này thì không khí nó sẽ rất là trong lành. Và Nhật Hoa Nhật Lan Bungalow thì nằm ngay tại thị trấn Dương Đông. Điều này đem lại một cái lợi thế rất lớn, đó là chúng ta chỉ ở cách chợ đêm có 1 km mà thôi. Còn ngoài ra thì vị trí tôi đang đứng đây chỉ cần đi bộ 5 phút thôi là cũng sẽ có thể xuống được đến bãi biển rồi. Thì trước khi mà Minh Tú dắt các bạn đi tham quan qua những phòng ốc của Hoa Nhật Lan Bungalow thì mình có một cái nhắn nhủ nhỏ tới các bạn là Minh Tú không chỉ sẽ làm những cái clip về resort khách sạn, mà mình sẽ làm những cái clip về những cái gì đặc trưng nhất của Phú Quốc để dành cho những cái bạn mà muốn có ý định là đi du lịch sang Phú Quốc. Thì các bạn có thể nhấn like hoặc subscribe và comment bên phía dưới thì mình sẽ giải đáp tất cả những chào các bạn. Hiện tại Minh Tú đang đứng tại khu vực lễ tân của bungalow Hoa Nhật Lan. Thì bây giờ Tú cùng với chị Phượng sẽ đưa các bạn đi tham quan qua những nội thất của Hoa Nhật Lan bungalow. Thì trước mắt chúng ta đây là chúng ta có thể thấy được đây là một vùng không gian rất là nhiều cây xanh. Thì khi các bạn ở đây mình có thể cảm nhận được là cái không khí rất là trong lành, chúng ta giống như là đang hòa mình vào với thiên nhiên vậy. Như mình có giới thiệu từ đầu, bungalow nó sẽ là những căn nhà nhỏ như này, rất là xinh xắn và nó là tách biệt với những căn khác, không có chung vách với nhau, sẽ đảm bảo được cho chúng ta cái tính riêng tư. Đây là bungalow hướng vườn, cái view của nó sẽ hướng ra vườn. Phòng này của mình là hai giường 1 mét mấy gì? 1m6. Đây là hai giường 1m6. Cũng đầy đủ tiện nghi như là máy lạnh, tivi màn hình phẳng và đặc biệt là wifi miễn phí cho tất cả các phòng. Và ngoài ra nó còn có một cái mini bar nhỏ nữa, tủ đựng quần áo. Tiếp tục rất là đẹp. Đó, chúng ta có thể tha hồ mà được đồ quần áo. Còn ở bên này là nhà tắm. Như chúng ta có thể thấy ở đây trước mỗi phòng thì bên họ có thiết kế cho chúng ta một cái võng và một cái bàn cũng như đây là loại phòng bungalow một giường, cũng là một bungalow hướng vườn. Thì nội thất này nó cũng giống như bên kia sao chị Phượng? Giống nhau anh, chỉ khác là một giường hoặc hai giường thôi. Và đây có một cái điều đặc biệt là có một cái bàn trang điểm. Anh có thể quay vào đây và chúng ta có thể thấy cái bàn trang điểm sẽ rất là thuận tiện cho các bạn nữ khi mà đi du lịch có thể chỉnh trang lại sắc đẹp của mình. Đây, một cái bàn trang điểm rất là đẹp.
Giới thiệu với mọi người, đây là loại phòng Standard Garden. Thì chúng ta có thể thấy là khách vừa check out và cô lao công đang dọn dẹp phòng cho nó sạch sẽ. Và đặc biệt nha các bạn, ở đây dù một phòng không có khách nhưng sẽ vẫn dọn dẹp mỗi ngày để đảm bảo được cái tính sạch sẽ khi chúng ta lưu trú ở đây. Thì phòng này tuy nó không có cửa kính nhưng mà nó cũng sẽ có cái view là hướng ra vườn. Thì cái giá phòng này nó có chênh lệch gì so với cái phòng cửa kính không? Thì cái phòng loại phòng mà không có cửa kính như này thì cái giá nó sẽ rẻ hơn một chút so với cái phòng có cửa kính. Vẫn đầy đủ tiện nghi nha các bạn. Máy lạnh, TV, mini bar. Cái khu vườn của hoa Nhật Lan nó đang ra hoa kết trái thì rất là có thể là mình sẽ được bên nhà chủ bungalow họ sẽ đãi mình những hoa trái có sẵn của bungalow. Đây. Không gian rất là thoáng mát. Không khí rất là trong lành. Này khách tới xin có cho không được? Cho anh quay cho tới người gần chút xíu. Ổng xét vô không? Có mặn nữa mà mặn nó cứ lên hai bông. Bánh chưng.